Có vẻ như là Mạnh Nhín nói đúng thật. Phía màn hình này là những con khủng long xấu. Ở đây có rất nhiều loài khủng long, đều là những con khủng long xấu. Ai rồi? Ơ, bạn Trang đâu rồi? Rõ ràng vừa đây, hai người đi cùng cơ mà. Ở đây là khu trò chơi rồi này. Bao nhiêu các cái mô hình trò chơi luôn. Ở đây có cả Blumby này, một con robot và cả một chiếc xe địa hình. Đây đúng là khu trò chơi của mình rồi. Thế nhưng mà, đâu rồi nhỉ? Bạn Nhím đâu rồi nhỉ? Nhím ơi, tớ ở đây này. Lại đây giúp tớ chiến đấu với khủng long đi. Những con khủng long ở đây chơi lắm. Ui, cậu đang vào trò chơi trước rồi à? Thấy chưa, hôm trước tớ bảo là tớ săn khủng long ở đây này. Nhìn đi đây này, đấy, khủng long bảo chúa đây này. Ghê chưa, ghê chưa? Đây chính là công viên khủng long đấy. Nhiệm vụ của người chơi là sẽ phải dùng những khẩu súng để đánh bại những con khủng long ở trong này. Đúng rồi, có cả hai người chơi cùng một lúc được luôn. Săn được càng nhiều khủng long thì sẽ giành chiến thắng. Đấy đấy, bắn đi. Khủng long nhảy lên kia. Bình thường khủng long ăn cỏ ở ngoài hiền lắm, mà tại sao ở trong game này chúng cũng hung dữ như vậy nhỉ? Nhìn này, những con khủng long ăn thịt. Nhiệm vụ của chúng mình bây giờ là sẽ phải dùng hai chiếc súng màu đỏ này hạ những con khủng long bên trong đấy. Cậu đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Bây giờ tớ sẽ là người chơi đầu tiên nhá. Trước khi chơi trò này phải quẹt thẻ đã để vào game. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn bàn nhá. Đấy, bắt đầu vào rồi kìa, kia cậu ơi. Chim. Tớ đang ở trên núi. Đang ở trên một chiếc trực thăng. Đây là những con khủng long bay đang tấn công đấy. Mình cần phải tiêu diệt chúng. Loài khủng long này cực kỳ nhanh và nguy hiểm luôn. Ui. Chúng đang bám chặt vào những chiếc máy bay của tớ. Những con khủng long này, hãy đầu hàng đi. Ui, bây giờ xả đạn ở chỗ nào tiếp nhỉ? Nút bấm ở đâu vậy? Cậu bắn chúng vào Trang ơi. Những con khủng long vẫn đang cào được vào máy bay của cậu kìa. Tớ đã bắn được rất nhiều khủng long rồi đây này. Hình như trò chơi này có cả lưng đạn nữa. Nhưng mà tớ vẫn chưa biết chỗ nào. Ấn vào cái nút đỏ ấy cậu ơi. Có cả khủng long chạy ở trên bờ kìa. Ui. Ấn vào nút này đúng không? Có khủng long chạy bộ. Cậu hãy nhìn xem, khẩu súng của tớ mạnh hơn rồi. Wow, bắn giỏi thật đấy, bắn được bao nhiêu khủng long bay luôn. Nhưng mà tớ thích săn cái khủng long khác cơ. Đây, tớ chọn bàn khác nha. Tớ thích bắn những cái con to to cho nó dễ trúng. Chọn khủng long bạo chúa nha. Chọn cái này này. Ở đây có ba bàn sân đấy. Vừa lúc nãy của tớ là ở trên cao, còn bây giờ của bạn Nhím là ở bên dưới. Vào trò chơi rồi. Đây chính là doanh trại quân đội đấy. Người đang chạy lên xe đi rồi. Những con khủng long chúng sổng vào đây rồi. Đâu, khủng long đâu? Cậu hãy nhìn đi. Mấy con khủng long này nhanh thật đấy. Đây là những con khủng long nhỏ. Chúng chạy tốc độ rất là nhanh luôn. Wow. To chưa? Hai con khủng long ăn thịt đang cắn nhau. Bây giờ phải bắn cả hai con này à hay làm như nào nhỉ? Đúng rồi, phải bắn cả hai. Hai con này đang tranh nhau. Ồ, để con giành thua rồi. Bàn này đấy. Bắn bùm. Cậu bắn đi đâu? Ui, con này nó đang đuổi theo tớ rồi cậu ơi. Đây là hướng dẫn phải bắn vào đầu nó đây này. Đúng rồi, phải bắn vào đầu và hàm răng của nó. Bắn mạnh vào. Nó há mồm to chưa? Ui, thật rồi. Nó cắn đầu của bác rồi. Tớ đang bắn lên trên đây. Ui, nhưng con này nó to, nó khỏe quá. Cả mấy con khủng long con này nữa. Rất nhiều con khủng long con khác đang hỗ trợ con khủng long bảo chúa đấy. Ôi không, cẩn thận, cậu sắp thua rồi. Ui, nó cắn mấy lần rồi cậu ơi. Con này nó mạnh quá. Chỉ cần cắn thêm một lần nữa thôi là cậu sẽ bị mất mạng đấy. Ui, thôi, thế là tớ thua rồi. Ui, sợ quá. Như kiểu là nó cắn được vào người mình ấy. Con khủng long này mạnh quá cậu ơi. Tớ không săn nó nữa đâu, đi chơi chỗ khác đi. Đây đúng là một thế giới có vô vàn các trò chơi hấp dẫn. Chúng mình chơi cả ngày ở đây cũng không hết đâu ạ. Nhìn này, lại đây, ở đây có một cái phi thuyền màu xanh này. Wow, phía trên có một cái máy to khổng lồ. Còn bên dưới có hai cái kính nhìn trông ngầu chưa? Đẹp. Theo cái kính này hình như là kính 3D hay 4D gì đó đấy. Các cậu biết đây là trò chơi gì không? Trò ném bóng đây. Đây là trò chơi bowling đây. Luyện khả năng khéo tay. Để tớ thử chơi xem có ném được nổ hết không nhé. Trước khi chơi phải lấy đạn. Cậu phải cúi thấp quay xuống. Quay này, tung bóng nào. Đổ gần hết rồi, còn 2 quả nữa thôi. Bây giờ tớ ném thêm để đổ nốt 2 quả còn lại nữa nhé. 1, 2, 3. Yeah, đổ hết luôn rồi. Đang siêu thật đấy, lần này để
tớ thử ném này. Đây là ai? Đút tay vào ba cái lỗ đấy. Mình sẽ cho ngón tay vào đây. Ăn một cái này. Ui, còn những ba cái nữa cơ à? Thế là cậu vẫn thua tớ rồi đấy. Được rồi, để tớ ném lần hai xem sao. Này, màu cam này cho may mắn này. Chuẩn bị nào, cái kia mở lên là mình sẽ ném luôn. Mở lên rồi. 1, 2, 3, ném đi. Ui. Wow, thế là vẫn còn một cái nữa. Mày đến thua tớ rồi nhá. Cướp biển này, cướp biển này. Wow, đây là trò chơi gì vậy nhỉ? Trò chơi hứng vàng của cướp biển cậu ơi. Hứng đấy, vàng ấy. Đúng rồi, cướp biển sẽ lăn lăn trên cái gọi thùng là gỗ. Thùng gỗ này. Mình phải làm thế nào để lăn đến cái chỗ vị trí có vàng. À, thế là mình sẽ giúp tên hải tặc này lấy được vàng và các vật phẩm. Đúng rồi, đúng rồi. Chơi một ván đi. Quét thẻ này. Nào, chuẩn bị nha. Lăn đều cái thùng này. Trước khi chơi chúng mình phải bấm vào nút tròn này đã. Ok. Start nào. Bắt đầu. Lăn đều. Ấy, có một cái khiên này. Đỡ luôn này. Quả có kia. Quả táo. Quả táo này. Có cái gì đó. Ôi. Không, cậu ơi. Bom. Ui, cẩn thận. Mà nếu như cậu mà hứng vào bom là nổ tung đấy. Ui. Tớ đã đen người rồi. Tớ đã bảo rồi mà cậu không nghe. Đi ra để tớ chơi ván này cho. Quẹt thẻ nè. Đấy, thử lăn xem nào. Nhanh phết đấy. Cậu lăn kiểu gì đấy, chưa bấm nút sẵn sàng đã lăn rồi. Được rồi, ăn quả táo này nào. Ăn quả táo nè. Nào cậu cũng ăn phải quả bom không tớ. Để xem. Đấy, ui, phát sáng lên luôn. Ở dưới có cả cá sấu kìa. Nếu như bị ăn rơi xuống đây này, thì cá sấu sẽ ăn thịt tên thuyền trưởng này đấy. Ui, ăn vào một quả bom rồi. Hai quả rồi, cháy đen người luôn. Bom nó rơi nhanh quá. Cá sấu rơi rồi nha. Tên thuyền trưởng này bị ngã xuống, đang bị con cá sấu cắn vào mông kìa. Trò chơi này hay và thú vị đấy. Cái gì đấy? Sao nó cứ giật vậy cậu nhỉ? Trông như là cái chân nhện đấy cậu ơi. Nhìn như một chiếc cần cẩu. Nó cứ giật như là kiểu bị đau ấy cậu ơi. Không phải đâu, hình như nó nhìn bọn mình đến xong rồi nó gọi bọn mình vào chơi đấy. Thế á? Chiếc cần cẩu còn biết gọi cơ à? Đây là một cái cần cẩu, gọi là cần trục đấy. Cái này á, tớ biết chơi rồi. Wow, trông đẹp thật đấy. Phía trên này còn có một cái, phải cái máy xúc không cậu ơi? Đây là cái xe xúc lật. À, bên dưới có 1, 2, 3, 4 chiếc cần cẩu. Wow. À, thế là đây là trò chơi hình như là dùng cần cẩu để gấp gấu. Đúng rồi. Và gấp phần thưởng cậu ơi. Mình sẽ điều khiển những cái cần cẩu này xoay đi xoay lại để nhằm trúng vào những cái con gấu phía dưới. Ở đây có các cái nút tròn này, chúng mình sẽ điều khiển thử xem nhé. Để tớ chơi cho. Đây, tớ sẽ điều khiển cái cần cẩu đấy nhá. Here we go. Đấy, nó đang xoay rồi này. Cậu xoay kiểu gì đấy, nhanh lên cũng hết thời gian đấy. Từ từ để tớ nhằm nữa nào. Nhìn xem nào, con nào được nào. Đây rồi, thả nhá. Thả đi. Thả này. Ôi, cậu gấp vào cái gì vậy? Con gấu ở phía trước mà. Sao nó lại không gấp được nhỉ? Bây giờ đến lượt tớ. Tớ không tin tưởng vào khả năng của cậu lắm đâu. Bây giờ tớ thử nhá, xem có gấp được gấu bông không nhá. Bạn nhím ván lần nãy không gấp được rồi. Tớ sẽ dùng cái cần cẩu này. Cần cẩu có một chú gấu trúc ở phía trên. Gấp này. Ôi giời ơi. Cần gấp này nó bị sao ấy. Cậu chả gấp được y như tớ luôn. Chắc ở trò này hỏng rồi. Đi chơi trò khác thôi. Trò này chán quá. Chuyển sang trò gấp gấu bông khác thôi. A few moments later. Yeah. Nhìn này các cậu ơi, rất nhiều gấu bông mà tớ vừa gấp được rồi con. Sư tử này. Có được một con sư tử rồi. Cậu thử gắp đi. Trò này dễ hơn trò kia đấy. Được rồi. Để tớ xem con nào vẫn dễ gắp nào. Bên này sao nào. Được rồi, để tớ chơi ở bên này. Đây này, di chuyển này. Tớ nhìn thấy con hươu cao cổ xinh xinh rồi. Gắp cái hươu cao cổ này. Bắt được rồi. Yeah. Sao thế? Sao lại rơi vậy? Rõ ràng nó cầm lên rồi cơ mà. Ô, lạ nhỉ. Đây là trò chơi gì vậy? Trò này có súng đấy Trang ơi, lại đây mà xem này. Hình như đây là trò cao bồi sao ấy. Zombie đấy, con zombie này. Nhiều zombie chưa? Zombie đã vào trong các ngôi nhà của người dân. Đúng rồi, zombie đang bắt người dân lại. Bây giờ mình phải dùng cái súng này để tiêu diệt zombie. Cái súng này ngầu ghê cơ. Đây là súng lục đấy, súng côn đấy. Cậu có biết chơi trò này không? Tất nhiên là trò nào bắn súng tớ chả biết chơi. Lại đây xem đây này.
Đầu tiên mình sẽ chọn nhân vật, xem tên nào ngầu nhất nào. À, tên béo béo này được rồi, vào thôi. Chọn tiếp này. Thấy, bây giờ mình phải tiêu diệt những cái tên này. Sao thế cậu? Ấn nút đi, hình như là cậu chưa ấn nút đấy. Sao cái này nó kiểu gì? Tớ ấn mà nó không được này. Kìa, có cái rồi kìa. Bằng bằng. À, sao súng không ra đạn cậu ơi? Súng giòn rồi cậu ơi. Đây này, phải lấy cái súng bên cạnh này để tự thử nào. Đây. À, được rồi, đưa tớ bùm bùm. Đấy, phải bắn thế này chứ. Tên kia này, một tên nữa này, một tên nữa này. Hình như mỗi lần bắn này chúng mình sẽ được điểm đấy. Ui, công điểm kia. Bùm nè. Bắn những tên càng to càng béo thì điểm càng cao. Tên này cầm dao này. Ui, hắn ném cái búa vào mặt tớ rồi. Cẩn thận, nó cũng bắn được công chúa đấy. Ui giời ơi, trò này cũng khó đấy. Thôi, chúng mình di chuyển sang trò khác đi. Trò này là trò gì mà cũng có một con khủng long ăn thịt ở phía trên này. Cũng là sao khủng long khẩu súng luôn. Màu đỏ giống như trò chơi vừa lúc nãy. Súng này hình như là súng nước cậu ơi. Súng phun nước á. Bây giờ để tớ thử chơi nhá. Đấy, bắt đầu chọn bàn nào. À, đúng là súng phun nước rồi kìa các bạn. Nhìn nó phun ra cái tia nước vào màn hình kìa. Wow, mình sẽ phải chiến đấu với con khủng long nè. Khủng long bạo chúa đây. Ui, khủng long nhiều chưa này. Bắn đi. Hình như đây là một cái súng bắn băng giá cậu ơi. Đúng rồi, nước phun vào khủng long sẽ làm khủng long đóng băng cậu ạ. Thế là chúng không thể chiến đấu được nữa và bị nổ tung. Đây là một cái công viên bỏ hoang đấy. Rất nhiều khủng long ở trong này. Đỡ này, đỡ đạn này các con khủng long kia. Hóa băng giá đi nào. Nhiều quá, con này có bắn không cậu ơi? Con này là khủng long kia, nó đánh cậu kia. Bắn đi. À, đây là các điểm vị trí điểm yếu của nó đấy. À, đúng rồi, đấy, nó đập một cái là đau lắm đây. Wow, cả khủng long bay tới này. Con nào cũng là người xấu luôn, kể cả khủng long ăn cỏ. Đỡ này. Những con khủng long con này, nó cào đau lắm. Tớ vừa ăn vào một vật phẩm gì đấy. Cái súng của tớ cầm lên sức mạnh rồi này. Bắn ra bang tia nước này. Tớ bắn được nhiều khủng long quá. Khẩu súng này thật là mạnh. Băng. Đỡ này, những con khủng long người gai. Wow, trò chơi này chơi đã thật đấy. Sướng hơn cái trò chơi lúc đó. Wow, lại ăn được rồi. Tớ sẽ lại đi săn zombie. Iceman hình như là cũng là bắn băng giá hay sao cậu ơi? Đúng rồi, ở đây toàn là những cái súng bắn băng cả. Toàn là những súng bắn băng nước. Có nhìn thấy con start đi. Có nhìn thấy con zombie nào không? Chưa bấm start thì làm sao mà nhìn thấy zombie được? Đấy, súng phun nước rồi đây này. Ai chà, cái súng của cậu màu. Ui, nhiều zombie quá, nhiều zombie của cậu ơi. Help. Ui, nó toàn chui từ dưới đất lên thôi. Đúng rồi, con zombie này nó đi nhanh khủng long hay sao ấy? Ui, nhiều quá cậu ơi. Phía sau là một cái thuyền của hải tặc. Cứ bắn bao nhiêu là chúng lại chui từ dưới đất lên. Một cái thuyền cướp biển. Wow, công đoán là cái gì đấy? Chúng của cậu lại nhiều tia rồi. Phun ra bao nhiêu nước này. Bắn này. Chiu. Bắn vô cùng. Nóng băng hết lại con zombie này nào. Ăn được bao nhiêu vàng này. Wow, cậu bắn vào đâu này cần nhiều vàng đấy. Zombie lại lên nữa rồi. Lại đây, cả hai đứa mình cùng bắn zombie đi. Chơi nhanh cậu ơi. Đây không phải bắn zombie này, mà là một trò chơi bắn robot. Chúng mình sẽ dùng hai khẩu súng này để bắn chúng những con robot người xấu. Bùm, bang, nhắm chuẩn thôi Trang ơi. Nhìn kia, phía trên có rất nhiều các cái máy bay. Máy bay nó đang bắn vào mình đấy cậu ơi, nó đang lao vào mình này. Phải bắn tiêu diệt cái máy bay này. Phía dưới có con robot con khổng lồ luôn. Ui, con này có vẻ mạnh đây. Bắn đi. Ui, sao nó bắn nhiều thế nhỉ? Nó nhả ra các con robot con đấy. Bắn thật mạnh rồi Trang ơi. Tớ đang bắn này, xả liên tiếp nào. Bùm. Kia, trên đầu, bắn đi. Ui, có một con robot khổng lồ đang nhảy đến kia. Nó đánh vào chúng mình rồi. Bắn đi Trang ơi. Wow, chúng mình bắn được con robot kia rồi. Chúng ta không thể làm gì được chúng mình. Bắn thật ngay lên, bùm. Ôi, lần hắn tay ra trưởng. Chúng mình bắn như thế là bắn vào tay, vào chân, bắn cả vào đầu ấy. À ha. Nhưng mà con này nó lâu bị tiêu diệt quá cậu ơi. Ui. Con đấy đang thua rồi. Dê. Mình tiêu diệt được con robot khổng lồ rồi. Ở đây có cả trò đấm bốc này Trang ơi. Đấm vào cái quả bóng này là nó sẽ đập vào cái màn hình kia đấy. Thế còn bên dưới này có cái dấu chân để làm gì vậy? 4 cái nút bấm nữa. Ấn vào này, bắt đầu chơi này. Hình như ở đây nó sẽ có những cái nhà. Và nhiệm vụ của mình dùng những cái quả cầu này đập vào nhà để cho nó vỡ ra hay sao ấy. Phá cái nhà này. Đúng rồi. Xây lên cao. Chặt cái nhà xấu này.
Đây, chọn cái nhà màu xanh này nhá. Đấy, đấy là hướng dẫn đấy. Sẽ dùng quả bóng để đập vào ngôi nhà đấy. Đấy, đập thật mạnh thì là nhà nó sẽ dễ vỡ cậu ơi. Bắt đầu rồi đấy. Ồ, cái nhà đang đi lên này. Đập kính này đi Mai. Đập này. Ừ, đập cái kính đi. Được một góc rồi. Đập tiếp này. Cái nhà này chắc quá cậu ơi. Sao đập mãi mà không vỡ được cái nhà nhỉ? Ủa, có quả bom kìa. Đập quả bom đấy, nó sẽ nổ đấy. Đập quả bom à? Quả bom này. Quả bom này. Kìa, có quả bom này. Quả bom. Mệt quá cậu ơi, mà quả bom nó chả nổ gì cả. Trò này có thật sự. Ngôi nhà ui. Yeah. Được một tâm rồi. Được một tâm. Tiếp tục những tâm khác. Ủa này. Được một cái góc nữa này. Ui. Không được rồi, không được rồi. Được thua trò này rồi. Trò này các bạn nhỏ nhà mình có khi không thể chơi được đâu. Bởi vì phải dùng lực cực kỳ mạnh. Mệt quá. Không thể thở được nữa. Cây máy bay trực thăng này đâm nhau một cái này. Nó lại chạy mất rồi. Thôi chúng mình di chuyển sang trò chơi khác đi. Trò này là trò gì đây? Giống như kiểu nó cũng là một cái cần cầu này. Cần cầu này là cần cầu công trình đấy. Nó xoay vòng tròn được luôn. Bây giờ tớ phải lấy cái viên bi này này cho vào cái lỗ đúng không? À, những cái lỗ phát sáng này này. Có rất nhiều lỗ. Mỗi lỗ tương ứng với một điểm. Ồ, cậu đang thả vào cái lỗ số 5 là cậu chỉ được 5 điểm thôi. Thả càng sâu thì được điểm càng cao. À, ra vậy. Nhưng mà cái lỗ này dễ nhất cậu ơi. Few moments later. Hết giờ rồi. Yeah, để xem tớ được bao nhiêu điểm nào. Ái chà, bạn nhím được nhiều điểm phát ra. Được 100 điểm không? 60, 62, 64 65 điểm. Chúng mình sẽ chặt cạc vào đây để lấy điểm nhá.